làm trợ lý cho Thùy Tiên kể cũng nhàn ăn để có sức cổng mà bị chửi. Mày ăn bằng hai ba người ăn một buổi tối luôn rồi đó. Thôi thế thì chịu rồi chứ, biết sao giờ, xin lỗi được chưa? Nhưng đâu ai thấy cảnh này. Ủa, gì vậy? Làm gì á? Mẹ biết mẹ buồn á. Là nơi để tác động vật lý. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn, tỉnh tôi hết hồn rồi. Là trợ lý thân cận của Hoa hậu Thùy Tiên từ trước khi cô đăng quang Miss Grand International 2021. Chính vì thế bé hai là gương mặt được nhiều người biết đến nhất trong số những trợ lý khác của nàng hậu. Chẳng những vậy, mọi lịch trình hay cuộc sống của người đẹp đều có sự đồng hành của anh chàng này. Những tưởng làm trợ lý cho người nổi tiếng sẽ ăn ngon mặc đẹp đi du lịch khắp nơi, thì bé hai đích thị là minh chứng sống dưới góc nhìn của những người khi nghe danh xưng trợ lý của các nghệ sĩ. Tuy nhiên, đằng sau hậu trường lại khiến fan té ngửa, bởi không nói thì đâu ai biết cảnh này. Theo video được người hâm mộ chia sẻ rầm rộ, khoảnh khắc bé hai đang ngồi ăn thì liên tục nghe tiếng chửi rất lô phi của nàng hậu sinh năm 1998, lỡ uống có miếng sữa ăn miếng cơm mà bị ăn chửi liên hồi, rồi sơ hở là bị nàng hậu chê mập hoa hậu hòa bình mà cứ thích body shaming trợ lý mãi thôi. Thế nhưng khoảnh khắc lấy sức mà cổng cô mọi lúc lại chẳng được nhắc đến, làm fan cũng bất bình lên tiếng giúp anh chàng. Bên dưới video, người hâm mộ đòi lại công bằng, bé hai cũng tỏ vẻ thích thú vô bình luận như đồng tình quan điểm, bởi làm trợ lý cho hoa hậu nói chung cũng nhàn, có lúc không nhàn, đâu phải chỉ có cổng mà lý do bé hai ăn nhiều là để có sức vận công, chịu những cú đánh bất ngờ từ người đẹp. Nếu theo dõi chiếc hậu này thường xuyên, ai cũng sẽ dễ dàng nhận thấy ngoài hay chửi trợ lý của mình thì cô còn hay đánh yêu anh chàng bất chấp không gian, thời gian, kể cả khi lên sóng trực tiếp, phỏng vấn báo chí hay là những chiếc clip quay cùng nhau. Tuy nhiên, đó chỉ là những động tác nhẹ nhàng, nhưng vì thường xuyên lặp đi lặp lại cùng loạt biểu cảm đáng yêu của Thùy Tiên nên người xem cũng chỉ hay đùa vui trước những tình huống vui vẻ này của cả hai. Chưa hết đâu, với sự nhõng nhẽo của nàng hậu thì từ chuyện ăn uống đến ngủ nghỉ cũng một tay anh chàng chăm lo. Điển hình như chiếc clip ăn tôm, vì Thùy Tiên sợ giơ tay, thân làm trợ lý thôi thì cũng tự giác hành xử chứ biết sao giờ. Nhìn khoảnh khắc anh chàng lột tôm cho nàng hậu. Ở cái gì của tao? Đúng, tao làm nó được chưa? Tại tao. Khán giả không khỏi ngưỡng mộ với hành động xứng đáng có 10 người yêu của anh chàng. Hay như những chiếc trend cũng một hai đòi trợ lý phải cùng mình làm. Nhìn gương mặt chịu đựng ấy, fan liên tục ra tín hiệu giải cứu bé hai, khiến ai nấy cũng đều phì cười trước sự đáng yêu của hai chị em này. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê. Không những vậy, thân làm hoa hậu nhưng nghề tay trái là kinh doanh thì ngoài làm trợ lý, bé hai kim luôn nhân viên livestream bán hàng cho người đẹp Sài Thành. Làm việc chăm chỉ là thế đấy, nhưng khi được hỏi nhận xét về bé hai như thế nào thì cô nàng cứ nói xấu người ta thôi. Con gái người ta là tới tháng một lần đúng không? Nó là một ngày tới tháng 10 lần. Nhưng khi nhìn cơ mặt căng như bắn ráp để miêu tả bạn trợ lý của Thùy Tiên mà khán giả chỉ biết vì cười, đúng chuẩn Miss biểu cảm chẳng lẫn đi đâu được. Dẫu vậy nhưng Thùy Tiên vẫn luôn dành cho bé hai sự ưu ái vô cùng đặc biệt, sẵn sàng chi tiền cho trợ lý cùng mình đu idol ở Thái Lan hay cùng nhau đi du lịch khắp nơi từ Indonesia, Hàn Quốc. Cũng nhờ những lần xuất hiện cùng người đẹp qua loạt video, anh chàng cũng có về cho mình một lượng người hâm mộ nhất định mà dường như ít có trợ lý nào làm được như vậy. Còn bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.